Với hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến rượu bia đã khiến cho nhiều người dân vô cùng lo lắng. Không ít ý kiến cho rằng với mức xử phạt hiện nay thì đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định là chưa đủ tính răn đe, cần phải xem xét nâng cao mức xử phạt cho phù hợp. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra đêm 23 tháng 10 năm 2018 tại ngã tư Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh, làm một người chết, 5 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn là do bà Nguyễn Thị Nga, ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đã sử dụng rượu bia, đã tự lái xe về nhà và gây ra tai nạn. Từ vụ tai nạn này, hàng loạt những vụ tai nạn liên quan đến rượu bia khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho người dân ngày càng lo lắng hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét để tăng mức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Khi người ta sai sạn rồi là phải tước bằng lái xe, phải tịch thu xe để vào. Đấy, anh đóng phạt xong trong 6 tháng tuyên bố, 6 tháng. Đấy là mới chỉ anh chỉ mới say rượu anh vấp nhá. Còn nếu mà anh mà làm chết người đó là rất khoát xử phạt hình sự. Là vì một người đánh, một người giết một người cũng có khi tử hình. Mà đây một người giết mấy người thì rất khoát phải chuyển sang tiền phạt không thành vấn đề. Nhưng mà phải chuyển sang phạt hình sự cái người đó. Mức phạt hiện tại giờ thì em nói với người làm công thôi. Còn với người có tiền thì chắc cũng chưa ăn đe. Em nghĩ thì lần đầu, còn mà nếu như lần thứ hai, thứ ba thì em nghĩ chắc là tước luôn giấy phép lái xe. Sau hàng loạt các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua, mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia trước khi lái xe khiến dư luận phẫn nộ. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chuyên đề để kiểm tra nồng độ cồn các lái xe. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn bởi các lái xe không hợp tác trong xử lý vi phạm. Như phóng viên nào công nghĩa bỏ máy quay xuống á? Anh không có quyền yêu cầu tôi bỏ máy quay xuống, đây tôi đang làm tác nghiệp mà sao bỏ máy quay xuống? Bây giờ anh phải chấp hành của tôi, anh ký vô đây. Thường thường cái người vi phạm là hành vi nồng độ cồn á là thường là không hợp tác và không có kéo dài thời gian rất là lâu để nhằm đối phó. Cái nữa là không chấp hành sự đo nồng độ cồn của người thực thi công vụ, thậm chí có dùng những giọt lời lẽ với hành vi là nhục mạ dẫn đến là chống đối người hành vi. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông thành phố, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 783 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia chiếm khoảng 40% trong tổng số vụ. Tai nạn giao thông hiện nay nó nằm ở các cái cửa ngõ, ở các cái khu vực và đặc biệt ở các cái khu vực mà có nhiều cái quán nhậu mà nó trên địa bàn thành phố thì nó thường xảy ra vấn đề này. Thành ra cái lực lượng mà chúng ta cũng phải tăng cường tuần tra và xử lý xử phạt mạnh ở các cái khu vực này. Kế hoạch đã có rồi, con người chúng ta cũng đã có rồi. Tuy nhiên cái nó lực lượng nó cũng còn quá mỏng, do đó cái việc này chúng ta cũng phải kêu gọi trách nhiệm của từng người, của mọi người, ý thức của mình hết sức là lưu ý chỗ này. Trong khi ngành chức năng đang tìm kiếm giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, thì trên hết người tham gia giao thông cần nên tự giác chấp hành theo quy định. Đặc biệt đối với những đơn vị trực tiếp xử lý cần thực hiện một cách nghiêm túc hơn. Hình thức xử phạt cũng cần được tăng mạnh để qua đó tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.